cuộc chiến giải Gaza và thương vụ vũ khí bất thường Mỹ-Israel. Chính quyền Mỹ đã phê duyệt cung cấp gói vũ khí chính xác cao trị giá 735 triệu USD cho Israel trước khi xung đột với Hamas nổ ra khoảng một tuần. Gần một tuần trước Hamas, tổ chức được chỉ định là khủng bố kiểm soát giải Gaza bắt đầu đã giết chết ít nhất 10 người Israel. Các tên lửa đã được đáp trả bằng các cuộc không kích liên tục của Israel và làm dấy lên những lời kêu gọi hành động ngoại giao trên toàn thế giới. Xung đột giữa nhóm vũ trang Hamas của Palestine ở giải Gaza với Israel được coi là cuộc khủng hoảng là tồi tệ nhất kể từ cuộc chiến kéo dài gần 2 tháng giữa Hamas-Israel vào năm 2014. Hamas đã mở các cuộc tấn công tên lửa và rocket dữ dội qua giải Gaza vào lãnh thổ Israel, khiến hơn 10 dân thường thiệt mạng, còn Israel tiến hành các cuộc không kích liên tục trong chiến dịch người bảo vệ những bức tường Operation Guardian of the World khiến gần 200 người Palestine thiệt mạng rất nhiều nỗ lực ngoại giao đã được đưa ra, cùng với đó là những hoạt động không mệt mỏi của Liên Hiệp Quốc và các nhà trung gian hòa giải, nhưng xung đột vẫn cứ leo thang, hai bên tiếp tục các cuộc tiến công dữ dội, trong khi theo Avi còn dự định mở cả chiến dịch trên bộ chống Hamas. Trong bối cảnh xung đột leo thang ở Trung Đông và giải Gaza, Chính quyền Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã thông qua việc bán lô vũ khí chính xác của Hoa Kỳ trị giá lên tới 735 triệu USD cho Israel, báo Washington Post đưa tin, trích dẫn các nguồn tin cấp cao. Khoảng hơn 10 ngày trước, chính quyền Biden đã thông qua việc bán vũ khí chính xác cho Israel với giá 735 triệu USD, tờ báo đưa tin và nhấn mạnh rằng, Thỏa thuận đã được chuẩn bị ngay trước khi cuộc xung đột giữa Israel và phong trào Hamas của Palestine ở giải Gaza trở nên trầm trọng hơn. Về cơ bản, ở đây là bộ thiết bị GDM được sử dụng để hiệu chỉnh các quả bom ngu đạt tới khả năng trúng mục tiêu với độ chính xác cao. Những thiết bị này do hãng Boeing sản xuất. Theo Washington Post, Quốc hội Mỹ đã chính thức được thông báo về thỏa thuận vào ngày 5 tháng 5, tức là khoảng một tuần trước khi phong trào Hamas của Palestine bắt đầu tấn công vào lãnh thổ Israel. Xem clip lực lượng phòng vệ Israel, IDF, chuẩn bị cho chiến dịch trên bộ ở Gaza. Bài báo lưu ý, chính quyền Washington luôn ưu tiên bán vũ khí cho đồng minh thân thiết là theo AV, Quốc hội Mỹ theo truyền thống cũng thường chấp thuận các thỏa thuận như vậy với Israel, nhưng chưa có lần nào một gói vũ khí được nhà trắng thông qua nhanh như vậy. Bài báo nêu rõ, thậm chí một số đồng minh của Mỹ còn không được Quốc hội phê duyệt bán vũ khí. Ví dụ như cả hạ viện và thượng viện đã từng ba lần bỏ phiếu chặn các thỏa thuận vũ khí trị giá hơn 8 tỷ USD vào năm 2019, cầm bàn vũ khí sát thương cho Saudi Arabia và các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất. Do đó, một số nghị sĩ đảng dân chủ lần này bày tỏ nghi ngờ về sự trùng hợp ngẫu nhiên của thương vụ bán vũ khí cho Israel với sự leo thang xung đột ở giải Gaza, nhất là khi nó lại diễn ra ngay trước khi hai bên bắt đầu tấn công qua lại lẫn nhau.